Thân đèn nâng tòa nhà thờ giáo xứ, nặng hơn 5.500 tấn, lên cao 2 mét. Sau khi xử lý nâng cao, di rời hàng loạt, công trình xây dựng phức tạp. Nặng hàng ngàn tấn, thân đèn Nguyễn Văn Cư, một lần nữa, lại xô đổ kỷ lục của chính mình, khi bắt tay vào nâng cả tòa giáo xứ. Nặng hơn 5.500 tấn, lên cao 2 mét. Công trình cực khủng. Nằm gần cuối con đường Lê Đức Thọ, thuộc phường 13. Quận Gò Vấp, nhà thờ giáo xứ, Nữ Vương Hòa Bình, là nơi cầu nguyện quen thuộc của hàng ngàn giáo dân. Khi đường Lê Đức Thọ mở rộng, kết hợp nâng cao mặt đường, nhà thờ thấp hơn con đường mới, 0,9 mét. Sau khi tìm hiểu, nhiều đơn vị chống lúng nghiêng. Thậm chí đến xem tận mắt, các công trình xây dựng đang được xử lý. Chánh xứ và hội đồng quản lý giáo xứ, Nữ Vương Hòa Bình đã quyết định mời thần đèn Nguyễn Văn Cư thực hiện việc nâng toàn bộ giáo xứ lên cao 2 mét, bắt đầu vào tháng 4. Năm 2018, chúng tôi có mặt tại công trường vào trưa Chủ nhật, ngày 29 tháng 7, để mục kích công trình cực khủng này. Phần diện tích xây dựng hiện hữu trên 1.000 m2, gồm một tầng trệt và 2 tầng lầu, trong đó có 2 đường dẫn cho xe chạy lên tầng, một từ hai bên cánh. Ước tính sơ bộ, cả khối nhà nặng vào khoảng 5.500 tấn. Trao đổi với thần đèn ngay tại công trình, ông cho biết đây là công trình xử lý nâng lên cao, có trọng lượng khủng nhất trong sự nghiệp chống lún nghiêng và di rời của ông. Tính đến thời điểm này, điều khiến ông tự tin nhất là sau nhiều năm tích lũy, máy móc thiết bị của ông đã được đầu tư hiện đại hơn nhiều. Tính đến 16 giờ, ngày 29 tháng 7, hạng mục nhà xứ, phía sau thánh đường, đã được nâng lên hoàn chỉnh, đúng 2 mét. Với máy móc thiết bị hiện đại, tôi chỉ cần nâng đúng một nhịp, thay vì phải nâng nhiều đợt, như các công trình trước đây. Thân đèn Nguyễn Văn Cư, hồ hởi cho biết. Đại diện ban quản trị giáo xứ cũng cho biết, rất hài lòng với sự tận tâm và chuyên nghiệp của đội ngũ nhân công của ông, Nguyễn Văn Cư. Dự kiến vào ngày 12 tháng 8, thần đèn sẽ bắt tay vào nâng cao khu thánh đường và các công trình ở phía trước. Độc đáo những trái bí ngô khổng lồ nặng hàng trăm kg. Với kỹ thuật mới và nhờ sự kiểm soát độ ẩm, nhiệt độ, ánh sáng tốt, những trái bí ngô khổng lồ nặng tới hàng trăm kg đã được tạo thành. Mới đây tại vùng nông nghiệp mới thuộc Dương Hà, Túc Thiên, Giang Tô, Trung Quốc, du khách và người dân trong vùng có dịp chiêm ngưỡng một quả bí ngô khổng lồ nặng đến 117 kg. Được biết đây là sản phẩm của kỹ thuật trồng trọt mới. Quả bí ngô nặng đến mức cần 4 người trưởng thành mới có thể di chuyển được. Chiều dài của bí ngô khổng lồ lớn hơn chiều dài cánh tay của một đứa trẻ 5 tuổi. Nhờ kiểm soát độ ẩm, nhiệt độ, ánh sáng tốt, lần thu hoạch này, trung tâm thu hoạch được 28 quả bí ngô khổng lồ, trong đó quả lớn nhất nặng 117 kg, 27 quả còn lại cũng xấp xỉ 100 kg. Trước đó, anh Matt Conti, 29 tuổi ở Mỹ, đã được xác lập kỷ lục quốc gia khi tự tay trồng được quả bí ngô khổng lồ với cân nặng tới 907 kg, phá vỡ mọi kỷ lục bí ngô khổng lồ trước đây. Để trồng được bí ngô, anh Matt đã phải tìm hạt giống, sau đó tìm mẫu đất phù hợp nhất vào mùa xuân và đưa đến phòng thí nghiệm để tìm hiểu xem đất còn thiếu chất dinh dưỡng gì để hạt giống phát triển tốt. Sau đó anh nhận về mẫu đất phân bón đặc biệt có chứa mùn gỗ và phân bò chuồng, những thứ cung cấp rất nhiều chất dinh dưỡng để bí ngô lớn nhanh. Thông thường những quả bí ngô thế này sẽ phát triển trong vòng 100 ngày, nhưng quả bí đặc biệt này phát triển trong vòng 115 ngày. Tại Việt Nam, vườn bí ngô khổng lồ của ông Lê Hữu Phan, 50 tuổi, tại thành phố Đà Lạt cũng được cho là độc đáo bậc nhất khi tại đây có những quả bí ngô khổng lồ trọng lượng gần 100 kg. Ông Phan có kinh nghiệm nhiều năm làm cho một công ty Nhật Bản về giống cây trồng, sản xuất nông sản. Sau khi nghỉ làm, ông ở nhà trồng rau củ quả kinh doanh riêng. Đầu năm 2011, qua sự giới thiệu và giúp đỡ của bạn bè ở Mỹ, ông đã mua khoảng 100 hạt giống bí ngô khổng lồ về trồng thử tại Đà Lạt. Gia đình ông trồng 3 loại bí trọng lượng đến hơn 100 kg, nhưng dễ hỏng, khó để lâu. Vô địch trọng lượng vài chục kg, nhưng màu đỏ đậm đẹp để được vài năm. Riêng gấu trắng Bắc Cực có trọng lượng vài chục kg, màu trắng đẹp. Thường sau 2 tháng trồng, bí đạt trọng lượng khoảng 40 kg, 4 tháng gần 80 kg, giá bí cũng tăng dần theo trọng lượng. Dưới 50 kg là 5 triệu, cứ tăng mỗi 50 kg sẽ tăng thêm 5 triệu. Loại bí ngô khổng lồ không khó trồng, nhưng để có trái lớn, to, đẹp, cần phải có kỹ thuật phù hợp, đất tốt. Trong quá trình sinh trưởng phải có chế độ dinh dưỡng đặc biệt, đúng từng thời điểm thì trái mới to và không hỏng. Hiện nay có nhiều gia đình đã trồng thử nhưng chưa thành công. Vương quốc bạch mã lớn nhất đất Việt, nuôi ngựa trắng lên đời đại gia. Thảo nguyên khao sáo, thuộc thôn Suối Ma A, xã Hữu Kiên, huyện Tri Lăng, tỉnh Lạng Sơn, là nơi chăn thả hơn 1.700 con ngựa, trong đó có hơn 700 con ngựa bạch thuần chủng. Nguồn gốc từ Việt Nam, nơi đây được coi là vương quốc ngựa lớn nhất Việt Nam. Cách thành phố Lạng Sơn hơn 70 km. Đường đến xã Hữu Kiên uốn lượn quanh co, phải vượt qua nhiều núi cao, cây cối ngút ngàn. Trên các sườn đồi, thoai thoải vươn dài nối tiếp nhau, xuất hiện bóng những con ngựa đang thong dong gặm cỏ. Hữu Kiên nổi tiếng với nghề nuôi ngựa bạch, hiện toàn xã có hơn 700 con, chiếm 1/3 số ngựa nơi đây. Nơi đây, đồng bào người Tày và Nùng sinh sống, chủ yếu nhờ chăn nuôi. Những ngọn núi cao gần 1.000 mét. Nối tiếp nhau là nơi mọc nhiều cỏ, cùng nguồn nước trong, khí hậu thoáng mát, tạo môi trường tốt để loài ngựa bạch sinh sôi nhanh. Trung bình, mỗi năm số lượng ngựa bạch của vùng tăng lên khoảng 25%. Ngựa được chăn thả hoàn toàn tự nhiên, không tốn công chăm sóc. Sáng người dân lên thả ngựa, chiều gọi ngựa về nơi uống nước, cho ăn bổ sung tinh bột và buộc ngựa vào khu riêng của từng gia đình để tiện theo dõi tình trạng sức khỏe. Giống ngựa bạch này, toàn thân ngựa có lông màu trắng, da trắng hồng, viền mắt màu hồng, con ngươi màu đỏ hồng. Nếu soi đèn vào mắt ngựa ban đêm, có màu đỏ rực. Mũi, miệng và bộ phận sinh dục của ngựa có màu hồng đỏ, bộ móng màu trắng ngà. Ngựa bạch di chuyển chậm chạp nhưng khỏe mạnh, ít ốm đau. Các bệnh thường gặp như tụ huyết trùng đều có thuốc chữa. Ngựa bạch sức chống chịu thời tiết tốt, trong đợt mưa tuyết vẫn chăn thả và không bị chết như trâu bò. Thông thường người dân thả ngựa bạch trên đồi từ tháng 10 đến tháng 3 âm lịch. Một số hộ thả tự nhiên, có khi cả tuần mới cho về chuồng. Ngựa đi theo đàn nên không sợ lạc. Ngựa được nuôi thả rông, sống theo đàn và được đánh dấu riêng bằng tiếng chuông ở cổ. Mỗi nhà sẽ có tiếng chuông khác nhau. Một đàn thường có vừa ngựa thường vừa ngựa bạch. Người chủ phải biết cho ngựa thường phối giống với ngựa bạch thuần chủng để cho ra đời ngựa bạch con mang giá trị lớn. Ngựa bạch thuần chủng ở Lạng Sơn có thân hình nhỏ, trọng lượng từ 70 đến 100 kg, lông màu trắng, mắt, mũi, móng màu hồng. Người dân thường nuôi ngựa để lấy thịt và nấu cao hoặc bán con giống. Ngựa nhỏ 5 tháng tuổi có giá 20 triệu, ngựa cái 40 triệu, ngựa được trưởng thành có thể bán đến 70 triệu đồng một con. Theo các hộ dân chăn thả bạch mã, thị trường tiêu thụ chính là Hải Phòng, Nam Định, Thái Nguyên, Bắc Giang, Hà Nội. Nhiều năm gần đây, các hộ gia đình chủ động chăn nuôi và chăm sóc nên số lượng ngựa không ngừng tăng lên, góp phần bảo vệ nguồn gen ngựa bạch Việt Nam thuần chủng. Ngựa thường có giá trị không cao như ngựa bạch, nhưng sức đề kháng rất tốt và dễ nuôi. Mấy năm gần đây, nhiều người đến tìm mua, dễ tiêu thụ nên giá trị cao, nên nuôi ngựa bạch mang lại kinh tế ổn định cho các hộ gia đình. Nhờ con ngựa mà nhiều gia đình nơi núi non này có thu nhập ổn định, cuộc sống ấm no, đủ đầy hơn. Trao đổi với Dân Việt, ông Nguyễn Văn Tin, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hữu Kiên cho biết, nuôi ngựa bạch đã có ở Hữu Kiên từ rất lâu. Nhưng khoảng 15 năm trở lại đây, do nhu cầu thị trường mở rộng, nên số lượng ngựa trong đàn tại nhiều hộ dân liên tục tăng qua các năm. Hữu Kiên được tự nhiên ưu ái, cho diện tích rộng lớn, hơn 8.000 hecta, trong đó có khu thảo nguyên khao sao rộng lớn, rất thuận lợi cho việc chăn thả ngựa. Hiện nay, trên địa bàn có hơn 1.700 con ngựa, riêng ngựa bạch có hơn 700 con. Giống ngựa bạch có thuộc tính rất dễ nuôi, hiền và có giá trị cao gấp đôi ngựa thường.